Xin chào mừng anh chị trở lại với Ba Tư Phan. Và hôm nay bên showroom Ba Tư Phan vừa về một mẫu xe cực kỳ xuất sắc. Đây là một mẫu Hyundai Tucson, là bản nhập nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, mang vô vàn những công nghệ và form dáng thì tuyệt đẹp luôn. Với những anh chị đang yêu thích dòng Tucson, một phiên bản SUV gầm cao 5 chỗ thương hiệu Hyundai, một cái thương hiệu mà bây giờ quá là thân thuộc với người dân Việt Nam, thì cái mẫu Tucson nhập khẩu đời 2016 là một cái mẫu được đánh giá rất cao về mặt form dáng cũng như là về chất lượng. Bởi vì tất cả những cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc thì nó mang cái chất lượng về các thiết bị, nắp ráp cũng như là tôn vỏ của xe là cực kỳ là cao cấp, nó rất là khỏe khoắn và cực kỳ là vững chãi. Một cái phiên bản Tucson phiên bản đủ ATH có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và trang bị hai ghế điện, ghế da theo xe, trang bị thật nhiều những công nghệ cao cấp nhất, ví dụ như là đèn pha bi liếc, có thích ứng góc lái, la răng đa chấu kép hợp kim nhôm đã được phay, vâng, dạng xoắn, và ở đây là 4 bánh ABS, các công nghệ cao cấp như hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, chế độ auto hold, phanh tay điện tử, vô vàn những công nghệ được tích hợp trên chiếc xe này. Và thực sự đây là một cái mẫu xe cực kỳ là cao cấp đến từ thương hiệu của Hyundai. Và căn bản đây lại là một chiếc xe nhập khẩu nữa thì nó lại càng là chuẩn mực anh chị nhé. Với chiếc Tucson 2016 này, giá lăn bánh tại thời điểm 2016 là anh chị phải bỏ ra đến 1,2 tỷ, đúng không ạ? Và đến bây giờ nó đã mất giá một nửa giá trị của xe. Và anh chị bây giờ chỉ cần bỏ ra có 200 triệu đồng thôi là bên em có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng để chị có thể là bê xe về nhà sử dụng luôn trực tiếp. Anh chị có thể được những cái công nghệ cao cấp đến từ thương hiệu Hyundai đã trang bị cho chiếc Hyundai Tucson này. Đầu tiên ta nhận thấy được là xe trang bị giải LED ban ngày cộng với đèn bi kép có trang bị chế độ thích ứng góc lái. Vâng, có nghĩa là ta đánh lái sang bên phải thì nó sẽ thích ứng góc lái sang bên phải, nó sẽ cho tầm quan sát cực kỳ là rõ nét. Và toàn bộ là đèn bi siêu sáng. Xe trang bị rửa đèn ở hai bên anh chị nhé. Đây là chế độ rửa đèn này. Và đèn gầm cộng với giải LED ban ngày cũng trang bị cả phía trên và phía dưới. Và mặt ca lăng được tích hợp những cái mạ chrome siêu sáng ở đây. Anh chị có thể nhận thấy được là với tất cả những chiếc xe của bên showroom Ba Tư Phan đều được bảo hành 1 năm sử dụng, bao bảo hành test hãng mọi nơi mọi chỗ. Và tất cả tôn vỏ được bảo hành là nguyên zin, không đâm sâu tai nạn, máy móc thì chuẩn mực không một tì vết. Vâng, với những uy tín và thương hiệu lâu đời, những anh chị đã biết đến Ba Tư Phan thì anh chị biết rồi, những sản phẩm của bên showroom Ba Tư Phan luôn luôn là những sản phẩm chất lượng tốt và đã được kiểm tra qua các quy trình. Và đây anh chị có thể nhận thấy được là từng con ốc của xe là nguyên zin nguyên bản, chưa từng tháo mở. Đó, ốc zin nó như thế này. Những cái thanh chống thủy lực của hãng trang bị cực kỳ là chắc chắn. Tất cả đã được bọc bằng nhựa cao cấp. Và anh chị nhìn thấy được là những cái phần đèn ở phía trước nó không có một điểm gì tì vết cả. Và những cái phần nhựa ở phía trước này cũng thế này, nó cực kỳ là chuẩn mực và đẹp mắt. Một cái chiếc xe nhập khẩu thì anh chị biết rồi, cái chất lượng của nó luôn luôn được là trường tồn với thời gian. Và với cái giá trị lăn bánh thời điểm trước kia là 1,2 tỷ, nhưng bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra có 620 triệu đồng thôi. Vâng, bây giờ em xin giảm giá chiếc xe này xuống 620 triệu đồng cho những anh chị nào mà thực sự muốn mua một chiếc xe chất lượng và với mức giá thành hợp lý. Chiếc xe Tucson này thì được trang bị khối động cơ 2.0. Và khối động cơ 2.0 này nó cực kỳ là bền bỉ với công nghệ DOHC đến từ thương hiệu Hyundai. Cái cỗ máy được sử dụng chung cho hai hãng nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là Hyundai và Kia, và đã được người sử dụng đánh giá bằng chất lượng qua thời gian. Và hộp số tự động 6 cấp cực kỳ là cao cấp. Anh chị sử dụng những cái mẫu Tucson đời mới bây giờ thì anh chị sẽ thấy được là nó hay lỗi số, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái bài báo đã nói về sự lỗi số của dòng Tucson. Và chiếc Tucson 2016 nhập khẩu này nó đã được đánh giá bằng thời gian và chiếc xe nguyên zin tuyệt đối luôn. Vâng, và anh chị sẽ tiếp cận với những sản phẩm của bên showroom của Ba Tư Phan. Anh chị sẽ được nâng cầu lên kiểm tra anh chị nhé. Sẽ được nâng cầu kiểm tra mọi chi tiết, mọi vấn đề, từ máy móc, gầm bệ, thân vỏ và đến cả phần gầm. Toàn bộ 4 quả lốp này đã được thay mới anh chị nhé. Xe lăn bánh là 8,2 vạn. Và 4 quả lốp này thay là lốp Biaton, thay cùng một lúc vào đời, đến lốp là 2021. Vâng, nên anh chị yên tâm
với chiếc xe này là hoàn toàn không có một vấn đề gì để chị phải sửa chữa hoặc thay thế. Và bây giờ xin mời chị tới phần nội thất của chiếc xe này. Đây chị nhìn thấy được là toàn bộ tam ly táp lô và nội thất của xe được trang bị là hai màu đặc trưng nổi trội, đó là màu ghi xám cộng với màu đen. Vâng, những cái màu nó khá là sạch sẽ và tôn lên cái chiếc xe cực kỳ là chuẩn mực. Từng chi tiết của chiếc xe này là chuẩn, anh chị nhìn này, những cái phần nhựa này, đấy phần nhựa trần này nó bền vững với thời gian, và những cái chất liệu da này cực kỳ là cao cấp, và những cái phần mạ chrome, mạ này là mạ carbon này, cực kỳ là cao cấp luôn, với thương hiệu Tucson được nổi trội lên bên phía bên trên. Và toàn bộ tất cả các chi tiết anh chị có thể nhận thấy từng con ốc cánh cửa là nguyên zin nguyên bản. Đấy chị thấy được rằng là bên em kiểm tra những cái chuẩn xe đầu vào rất là cao cấp. Và bên hàng ghế phụ cũng được trang bị là ghế lái. Với phiên bản Tucson 2016 máy xăng 2.0 thì đời 2016 nó có ra hai phiên bản. Một phiên bản đó là 2.0 là bản ATH là bản thiếu, không có ghế điện ở hàng ghế lái, không có đề nổ và không có cửa sổ trời. Còn lại nếu như bản ATH thì sẽ có hai ghế điện ở hàng ghế lái và được trang bị thêm đó là ghế bọc da cao cấp đến từ hãng, có đục lỗ và đây là loại ghế cực kỳ bền. Anh chị thấy được rằng là ngoài sự bền bỉ và sự giữ gìn của chủ nhân cũ thì anh chị thấy được là bộ ghế da vẫn còn mới nguyên bản nguyên zin luôn. Các ô cửa gió được tích hợp bằng những phím nhựa và đặc biệt chiếc xe đã được chủ nhân nâng cấp lên màn hình Android đây các bạn nhé. Màn hình Android đây này và điều hòa tự động hai vùng độc lập, đây là những công nghệ không thể thiếu được rồi. Và tiếp theo đó là hộp số tự động 6 cấp, cực kỳ là mượt mà với em ái. Chế độ phanh điện tử Drive More, vâng, 4-3 chế độ lái. Chế độ Auto Hold là giữ phanh. Và đây là chế độ đổ đèo ngang dốc. Vô vàn những công nghệ được thiết kế cho chiếc xe này, anh chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Và mẫu xe này nó trường tồn với thời gian. Đề ấn nổ Start Top đã được trang bị rồi. Và xe lăn bánh đúng 8,4 anh chị nhé, đúng 8,4 luôn. Tất cả các chi tiết từ vô lăng củ số là nguyên zin. Và điều đặc biệt đó là xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Chỉ cần một nút thôi. Đấy, đây. Cần một nút thôi là anh chị sẽ thấy được là toàn bộ cửa sổ trời ở phía bên trên nóc sẽ được mở ra, tạo một cái không gian cực kỳ là thông thoáng, và để anh chị có thể ngắm cảnh cũng như là nhìn được cái phong cảnh phía bên trên. Thì đây là những công nghệ cao cấp được trang bị cho những chiếc xe hạng sang. Với việc Tucson đã được trang bị những công nghệ như thế này thì hoàn toàn tại sao nó xứng đáng với tầm giá đó là 1,2 tỷ khi lăn bánh. Và bây giờ để đóng một chiếc Tucson đời mới và với cái form dáng không thể đẹp được bằng với form dáng này, khẳng định là như thế, form dáng bây giờ rất xấu, nhiều khách hàng không thích. Đây, nót sàn 5D đầy đủ luôn, một những cái xe tuyệt đẹp luôn, và được trang bị cửa sổ điều hòa phía sau, ghế da phía sau nguyên bản anh chị nha, nguyên bản tuyệt đối luôn. Và đặc biệt đó là công nghệ ở phần xe này nó lại còn được trang bị thêm cả cốp điện, đây, chỉ bằng một phím chạm thôi. Đấy, đây là cốp điện nhé, chỉ có bàn đủ mới có thôi anh chị nha. Cốp điện chỉ cần một phím bấm thôi là toàn bộ cốp sẽ được mở ra bằng những cái thanh thủy lực đỡ ở phía bên dưới đây. Và anh chị sẽ thấy được là những cái thanh thủy lực to bản đấy ạ. Vâng, nó sẽ đỡ toàn bộ cốp bằng một cái thao tác nhỏ. Và toàn bộ tất cả chi tiết ốc cốp là zin nguyên hết anh chị nhé. Anh chị nhìn thấy chiếc xe này nó siêu mới luôn. Đây là một chiếc xe phải nói rằng nó mới tuyệt đối luôn. Và zin tuyệt đối luôn. Đây, rất chuẩn mực luôn. Nếu anh chị nào mà đang có tầm tiền 620 triệu đồng, vâng, chiếc xe này bên em đang chào bán 620 triệu đồng nhé. Và anh chị thấy được rằng đây là mức giá cực kỳ hợp lý với một chiếc xe tuyệt đẹp, xuất sắc mà đang bán tại bên showroom của Ba Tư Phan. Và khẳng định là đây là chiếc xe sẽ làm hài lòng tất cả quý anh chị. Ngay cả lớp dự phòng cũng còn mới nha anh chị nhé. Nên yên tâm, tất cả các chi tiết xe còn nguyên zin nguyên bản, không có một điểm gì tì vết cả. Và một chiếc xe 5 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi với form dáng đẹp, công nghệ ngút ngàn. Vâng, thì với cái tầm tiền mà 620 triệu đồng thì đây là một cái SUV gầm cao 5 chỗ mà sẽ là niềm mơ ước của khá nhiều những anh chị. Cảm biến phía sau, cảm biến phía trước được trang bị đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Công nghệ ngút ngàn và form dáng này là form dáng thời đại. Đến bây giờ những cái form dáng này, form dáng đời mới đã cải đi nhưng mà thực sự nó không làm vừa ý quý khách hàng. Và chỉ có form dáng này người sử dụng mới cảm thấy là đam mê và cảm thấy rằng nó có độ sang chảnh, mặc dù
những chiếc xe đời mới bây giờ cũng rất đắt tiền đúng không ạ? Đây, tất cả các chi tiết ốc ác là zin hết, chưa từng chạm mở anh chị nhé. Một chiếc xe quá chuẩn mực và quá đẹp luôn. Tiếng đóng cửa thì chắc nịch, bởi vì với chất liệu nhập khẩu, tôn vỏ cực kỳ là cứng cáp. Anh chị nhìn này, với cái dòng Việt Nam, anh chỉ cần đứng một con xe đời 2017 sản xuất tại Việt Nam với con 2016 mà nhập khẩu nguyên chiếc thì anh chị sẽ thấy được cái chất lượng của nó khác biệt hoàn toàn. Dòng nhập khẩu nó có chất lượng cao hơn hẳn, bởi vì những cái sự khắt khe của nhà sản xuất với những cái sản phẩm của mình khi sản xuất tại thị trường Hàn Quốc, xuất đi các nơi. Vâng, xe được trang bị nào là một kính auto, ba kính chỉnh điện, gương gập điện tự động, không thiếu một cái chi anh chị nhé. Đấy, tất cả những chi tiết từ nhựa nổi đẹp xuất sắc luôn. Vâng, phải nói rằng đây là những cái sản phẩm mà đang tìm những người đam mê những dòng xe nhập và muốn sử dụng những chiếc xe chất lượng. Và đây, hệ thống mở cốp, chống trơn trượt, cân bằng điện tử và điều khiển ánh sáng đèn. Đấy, tất cả các chi tiết xe là đều đẹp luôn. 8,4 vạn anh chị nhé, zin chuẩn, bao bảo hành luôn. Vô lăng cổ số đẹp như thế này thì anh chị này, không một tì vết luôn. Với chiếc xe chuẩn mực như thế này thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm. Và đây sẽ là một chiếc xe mà để như anh chị quan tâm đến những cái dòng sản phẩm SUV tầm cao 5 chỗ và mang những thương hiệu nổi tiếng và mang những công nghệ cao cấp nhất. Và những công nghệ này là công nghệ theo thời đại anh chị nhé. Đây chị để những con ốc này, nó đẹp như thế này đúng không ạ? Quá đẹp luôn và quá chuẩn luôn. Và bây giờ xin mời chị tới phần gầm của chiếc xe này để có thể đánh giá chi tiết. Bởi khi anh chị tiếp cận với những sản phẩm của bên showroom Ba Tư Văn thì luôn luôn là những cái sản phẩm cực kỳ chuẩn mực về tất cả các hạng mục cũng như tất cả các chi tiết được bọn em kiểm tra và được quay lên kỹ càng để chị cảm thấy yên tâm và cảm thấy rằng mình bỏ đồng tiền ra nó xứng đáng với những cái sản phẩm của mình. Và bây giờ xin mời chị xuống phần gầm. Vâng, và mời các bác tới phần gầm của chiếc xe Tucson 2016 bản nhập cuối cùng này. Và phải nói rằng dòng xe nhập thì anh chị sẽ thấy được cái giá trị cụ thể của nó. Đây, máy số của xe, kiểm tra từng chi tiết, từng con ốc luôn. Là gì này, từng những đường gioăng keo đỏ này, nguyên này. Và máy rất là sáng luôn. Đấy, bề mặt, đây là bề mặt số rất là sáng và zin từng con ốc nguyên chấm sơn nhà sản xuất. Anh chị nhé, ngay cả từ chân máy này. Và những con ốc là zin nguyên bản này. Số zin tuyệt đối luôn anh chị nhé. Từ cái vách cam, vách số ở phía này là nguyên bản. Đấy, và phần sắt xi ở phía bên này này, nguyên bản luôn anh chị nhé. Đấy, soi gầm, nâng cầu là ta sẽ nhìn được rất là chi tiết. Từng tất cả những chi tiết ngõ ngách dù là nhỏ ta cũng có thể nhìn được. Đây là phần máy của xe đây, đấy tắc te này. Và những con ốc này zin vào nguyên bản này anh chị nhỉ. Và máy số zin tuyệt đối anh chị nhé. Và phần khung sắt xi của xe cũng thế này anh chị này, rất là zin nguyên bản, sắt xi phía dưới này. Đấy, nâng cầu lên ta nhìn được toàn bộ tất cả các chi tiết quan trọng nhất của một cái chiếc xe cũ. Đó là máy số, rồi gầm bệ, càng nga của xe này, zin nguyên bản này. Và những cái phần rô tuyên của xe này, và những củ phanh của xe vàng ươm này, và những cái phần rô tuyên và giảm xóc của xe còn nguyên bản. Những cái trục láp, trục cơ của xe là zin tuyệt đối luôn anh chị nhé. Và ngay cả phần càng nga bên này cũng thế này. Đó, tất cả những cái chi tiết, không có một chi tiết nào dầu mỡ cả. Máy khô ráo và tất cả các chi tiết còn rất là đẹp sáng. Và phần mặt sàn của xe anh chị có thể nhận thấy được rằng chủ xe cũng đã phụt qua một cái lớp phủ gầm rồi, cho nên là hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Và quan trọng đó, ta nhìn vào những cái phần lưỡi ba bô lê, nó không có những cái cong vênh va chạm gì cả. Và những cái ốp nhựa này nó còn nguyên nhé anh chị nhé. Và đây, ở phần phía sau cũng thế này, những cái thanh răng này nó còn nguyên tem của nhà sản xuất này, tất cả còn nguyên tem hết và đều đã được phủ qua một lớp chống chảy xước rất là chuẩn mực. Anh làm nội thất mà, cho nên là anh ấy phủ qua một lớp gầm để chống những cái tác động ngoại lực lên. Và thực sự thì đây, anh chị nhỉ, sắt xi phía sau này zin nguyên nhá, không có cong vênh gì cả, zin nguyên bản luôn. Và đây, cả phần sau cũng thế này, zin nguyên bản luôn nhá. Đây, những cái xe mà nó còn nguyên bản thì nó sẽ còn độ zin nguyên ở những cái chi tiết tôn mỏng như thế này, zin tuyệt đối. Và đó, rất là chuẩn mực với cái chiếc xe này, ngay cả từ những cái miếng nhựa này nó còn nguyên bản, nên hoàn toàn có thể là tuyệt đối là yên tâm và an toàn. Và đây chị nhìn đến phần giảm xóc phía sau và phần những cái phần thanh đỡ phía sau, thanh chống thủy lực, rồi những cái củ phanh, rồi cục ABS, rồi tất cả mọi chi tiết xe là zin vào nguyên bản, zin tuyệt đối luôn. Đấy, soi rất kỹ để cho anh chị có thể nhìn vào và tin tưởng với cái sản phẩm của bên em đang bày bán và đã kiểm tra kỹ như thế này rồi. Không có va chạm phần gầm anh chị nhé.
và tất cả là nguyên zin nguyên bản. Cả hai bên lưỡi ba bô lê đều rất là chuẩn mực, không hề có tì vết gì cả. Vậy thì máy số gì? Gầm bệ chắc chắn và tất cả các chi tiết là máy số là khô cong, không có một chi tiết nào là kém chất lượng cả. Vậy thì với chiếc túc sơn như thế này thì hoàn toàn yên tâm. Vậy thì mời chị lên phần phía trên của máy nhé, để có thể biết thêm cái thông số chuẩn mực nhất. Đây, số gì tuyệt đối luôn. Cảm ơn anh chị nhé. Vâng, vậy là toàn bộ tất cả những cái chi tiết quan trọng nhất và cụ thể rõ nét nhất về cái chiếc túc sơn 2016 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc này. Vậy thì bây giờ thay vì trước kia để thể hiện niềm đam mê với một cái chiếc xe nhập khẩu chất lượng full công nghệ phải bỏ ra đến tiền 1.2 tỷ mà bây giờ chỉ còn chưa bằng một nửa, đó là 620 triệu đồng, và nếu như chỉ có 200 triệu thôi, chiếc xe này bên em vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho anh chị đến 5 năm với mức lãi suất chỉ có khoảng 10% một tháng thôi, thì quá là tuyệt vời đấy đúng không ạ? Sở hữu niềm đam mê và mua một chiếc xe đẹp để bảo vệ gia đình và yên tâm về những chiếc xe và nó vững bền form dáng với thời gian. Anh chị nhìn thấy cái chiếc Trúc Sơn này, nó phải nói rằng thực sự là quá là đam mê luôn. Nó đạt chuẩn về mọi chi tiết, từ thẩm mỹ đến form dáng, đến chất lượng cũng như là đến công nghệ của chiếc xe này. Vâng, công nghệ của đời này vẫn xài không hết đâu ạ. Và tất cả các chi tiết xe mới cứng cong luôn, còn nguyên zin nguyên bản, một dàn lốp mới không phải thay nữa, và một tất cả các chi tiết đều rất đẹp và chuẩn. Vậy thì để chốt chiếc xe này thì anh chị đừng quên điện thoại cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834, hoặc đến trực tiếp showroom 3 Tư Văn với địa chỉ tại số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương. Em Dũng xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý khách hàng, và cảm ơn anh chị đã luôn luôn quan tâm. Nếu chị cảm thấy chiếc xe này chất lượng thì có thể là giới thiệu cho bạn bè người thân, hoặc có thể like hoặc là chia sẻ kênh để chiếc xe này có thể đến tay với những người tiêu dùng thông thái muốn mua xe đẹp và muốn mua xe chất. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý chị.